Tối ngày 7 tháng 9, tại nhà thờ An Phú, thị trấn An Phú, nhóm thiện nguyện Sài Gòn phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thị trấn An Phú, tổ chức Tết Trung thu yêu thương dành cho đông đảo các cháu thiếu nhi, học sinh trên địa bàn thị trấn. Tết Trung thu diễn ra hết sức sôi động. Mở đầu chương trình, các cháu thiếu nhi, học sinh tham gia trò chơi trả lời nhanh những câu hỏi xoay quanh chủ đề Tết Trung thu. Sau đó là tiết mục múa lân sư rồng cùng nhiều tiết mục ca múa nhạc hấp dẫn do các bạn trẻ nhóm thiện nguyện Sài Gòn biểu diễn, làm cho không khí thêm phần sôi nổi, hào hứng. Tiếp đến, đội lân sư rồng cùng thiếu nhi học sinh tổ chức rước đèn trung thu tại các đoạn đường quanh nhà thờ An Phú. Kết thúc chương trình, nhóm thiện nguyện Sài Gòn đã trao 400 phần quà trung thu gồm lồng đèn, bánh kẹo dành cho các cháu thiếu nhi học sinh, tổng trị giá 16 triệu đồng. Hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các cháu thiếu nhi học sinh thị trấn An Phú có một cái Tết trung thu thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.